Xin chào cả nhà đến với kênh Huy Ma Bangkok. Hôm nay sẽ là một cái clip Huy quay theo yêu cầu của khán giả. Đó là chị nhắn cho Huy là chị cho em 500 ngàn để ăn sáng. Cho nên là Huy làm cái clip này để giống như là theo cái yêu cầu của khán giả. Cho nên là nếu mà cả nhà muốn yêu cầu đừng có chửi, tính nói là nếu mà cả nhà muốn chửi thì liên hệ với chị đó, tại vì làm theo cái clip của chị đó. Giờ muốn chửi là Huy ăn 500 ngàn, Huy ăn sang thì liên hệ chị đó chửi. Nhưng mà thiệt ra không có nói vậy, mình nói vậy là sai. Mình phải nói là nếu cả nhà muốn Huy làm một cái clip nào đó ăn sáng 1 triệu hay là 200 ngàn gì đó, ví dụ giống như là thí chứ dù vậy á thì Huy cũng làm cho mọi người nha. Chứ đâu có tự nhiên chửi đã, cái chị đó chị cho 500 ngàn thì Huy làm bị sai, không có đúng, là do người ta tính thuế phí rồi nữa. 380 với là 340 là thành nhiêu ta, 720 với 7% với phục vụ thuế với lại 10% đồ ha, cho nên nó thành là 800 mấy á. Ủa, 720 mà thành 800 mấy luôn á, xì ta, chắc là lộn. Trời ơi, chắc thì đúng rồi, để Huy coi nữa. Ủa, 800 mấy luôn á, thành 630 là Huy bù vô 630 ngàn, là Huy làm clip bị sai. Chửi Huy đúng, chửi Huy là làm bị vượt quá mức cho phép là đúng nha. Nhưng mà không có được chửi Huy là ăn là không có tiền mà ăn sang là không có được. Tại vì cái này là cái chị đó, cho Huy ở ngoài này bỏ chạy bỏng bỏng quá, cua bỏng pin lờ giăng mấy pin à, tông chị gửi 500 ngàn nữa Huy ăn sáng, chị comment gì á, nhưng mà đang ăn tối nha, chị nói là cho 500 ngàn là ăn sáng.
cho nên Huy làm cái clip này là để cho mọi người biết là có cái chuyện kiếm cho Huy 500 ngàn một tháng, nhưng mà Huy bù vô cái bữa ăn này là thêm 130 ngàn nữa. Cái này hồi nãy cái chuyện kia không biết, nó cái bánh, cái này đâu phải bánh đâu, bánh không ta thử bánh, bánh này bánh gì thơm lắm, bánh gato nhưng mà nó nước nước nè, nó phải bánh. Chị đã cho Huy 500 ngàn ăn sáng, nhưng mà Huy kêu lỡ tính thuế phí rồi nữa, thành 800 mấy, Huy đâu có biết đâu. Huy bù vô 130 là làm cái clip này cho chị Hậu coi, chị Hậu vui. Thứ nhất là để cho cái người cho mình vui, là Huy ăn, chị muốn Huy ăn sáng, Huy ăn tối, tại vì giờ Huy mới ăn. Thứ hai, chị nói chị dặn là cái này là Huy cũng bịa ra, nhưng mà tại vì phải nói như vậy, tại vì cái chị đó, chị Huy không muốn mọi người chửi chị đó, nhưng mà nếu mà mọi người chửi Huy trong cái clip này ăn sáng thì mọi người chửi cái chị đó cho Huy, nhưng mà chị đó, chị Huy đổi cái tên lại, là cái chị đó tên là Biến Mẹ. Chị dặn là cái tên chị đã đặt ra là Biến Mẹ, nếu mà ai muốn chửi chị là vô nhìn thấy cái chữ đó là Biến Mẹ nha, cái chữ đó, cái tên ba mẹ chị đặt là Biến Mẹ. Giờ người xem cho Huy 500 ngàn ăn sáng, bữa giờ mà Huy chưa có làm clip, hôm nay Huy làm clip,
cho nên Huy hy vọng chị Hậu vui về. Huy hy vọng chị Hậu không có bị chửi, cho nên Huy đổi tên chị Hậu lại thành tên Biếng Mẹ. Thứ nhất không phải là em muốn chửi chị Biếng Mẹ, đây là chị cho Huy là Huy rất là cảm ơn, nhưng mà nếu mà ai chửi chị thì cái tên của chị là thành Biếng Mẹ đi. Đó. Nhưng mà chửi Huy cũng được, tại vì cái này là người ta cho 500 ngàn ăn sáng rồi Huy làm clip cho chị xem vui nha cả nhà. Còn nếu mà mọi người chửi chị là không được luôn, tại vì là chị chị cho Huy là chị vui, chị nói gì á, sao mà chửi chị thấy Huy ăn sang, chị thấy Huy thích ăn sang mà chị cho gì đó, chị nói gì á. Chị, em cảm ơn chị Biếng Mẹ. Nè, cái chị đó, chị chửi ai mà chửi chị chửi lại không? Mấy youtuber là sẽ xin tài trợ được đúng không? Còn Huy là cái này là chỉ cho Huy, chứ Huy không có xin tài trợ nha. Tôi quay cho chị vui á. Xin tài trợ là được nha, chứ không phải là xin ăn. Xin tài trợ là quay một clip, còn là chị cho Huy, cho Huy vui hơn. Lấy cái tiền để Huy quay clip ra, Huy ăn cho cái miệng Huy. Nhưng mà là cũng clip cho chị xem, tại vì chị xem coi Huy mà. Huy ăn xong rồi nè, và Huy quay thêm cho cả nhà, tranh thủ quay cho các cô, các chú, anh chị, các bạn biết thêm nè. Smart Avocado là 380 nè. Rồi bên này Huy lựa những cái món, quay thêm mấy món khác cho mọi người coi. Nhưng mà cuối cùng Huy lựa cái món bánh đó đó. Đáng lẽ là Huy chỉ ăn cái kia thôi mà, giờ nó chưa có đủ tiền. Chị đó nói là 500 ngàn ăn sáng, còn 380 là chưa đủ. Tính thuế phí là cũng chưa đủ 500 ngàn luôn, nên Huy kêu thêm một phần bánh.
ai ngờ nó bị thiếu, bị dư chỉ lượng, cho nên là chửi thôi, là bị làm không đúng, là thêm 130.000 là bị lỗ, là Huy phải bù thêm để quay cho cả nhà xem đẹp thêm, là chửi thôi là bị là biết chi, là nếu mà cả nhà chửi thôi là xa, là chi tiền để cho anh có những hình ảnh đẹp cho clip để cho mọi người coi thì chửi thôi là tốt quá thì được, nếu mà chửi thôi là tốt quá thì chấp nhận nha. Còn ở đây là không gian của quán, Huy quay cho cả nhà thêm đây được không cả nhà, có mấy cái món bánh Huy quay thêm sơ sơ. Và ở đây là cái quán cà phê ở trong Central World, một trong 10 cái mall lớn nhất thế giới, rất là rộng lớn ở Thái Lan đó. Từ cái quán cà phê này đi thông ra ở trong mall luôn, rất là nhiều mặt hàng, và cũng như là thông một cái quán cà phê ngay lúc đầu về quá khứ, là ngay cái đầu clip đó. Đó. Quán cà phê đó Huy cũng đã review là của Nhật Bản ngày xưa, người ta cũng mở cũng giống như Huy vậy đó, người ta cũng chi tiêu, người ta cũng vượt mức cho phép, xong sau này người ta giàu luôn. Cho nên là nhiều Huy nha, coi nha, chửi Huy ngày mai Huy giàu nha, xong rồi bắt đầu nha, giàu xong rồi bắt đầu cũng chửi tiếp, giàu quá vậy đó, cũng vậy nữa. Cái giờ sao giờ hả, giờ sao giờ đó, trong mò nè đó, cái quán cà phê đầu tiên này quay về quá khứ, ước gì cũng được quay về quá khứ khi mình chưa bị bệnh ta. Thôi để quay clip cho cả nhà về cái hôm nay Huy đi khám bệnh như thế nào nha.